Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Theo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Sở Công Thương Thanh Hóa, việc triển khai thực hiện đề án khuyến công trong thời gian qua đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp cận hiệu quả các ứng dụng chuyển giao công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến, được hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các máy móc thiết bị đầu tư đã đáp ứng được các tiêu chí của chương trình như hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động nông thôn, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp và tăng thu ngân sách địa phương. Thực hiện cái chương trình khuyến công quốc gia cũng như là chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025 thì Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho Bộ Công Thương cũng như là Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiều cái chương trình đề án khuyến công hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn để phát triển. Trong đó là chúng tôi căn cứ vào cái nguồn kinh phí được Bộ Công Thương cũng như là Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chúng tôi lựa chọn những cái nội dung cũng như là những cái đề án có trọng tâm trọng điểm và hỗ trợ đến các cái doanh nghiệp mang cái hiệu quả cao nhất, cụ thể như là các cái đề án về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ cho sản xuất cho các doanh nghiệp, rồi hỗ trợ các cái cơ sở công nghiệp tham gia các cái hoạt động xúc tiến thương mại trong nước cũng như là nước ngoài. Cũng trong thời gian qua, để tạo ra sức hút đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tận dụng tối đa lợi thế sẵn có của địa phương để cùng phát triển bền vững, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa đã chủ động xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước cho các cơ sở công nghiệp nông thôn như tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia, tham gia các phiên chợ kết nối cung cầu và các hội nghị giao thương, hợp tác ký kết hợp đồng cung cấp nguồn nguyên liệu thô, hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh và cả nước. Được đến với hội chợ triển lãm hàng thủ công công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức, chúng tôi cũng rất vinh dự và chúng tôi đánh giá rất cao cái chương trình hội chợ này. Qua chương trình này là chúng tôi được quảng bá cái sản phẩm xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường của hợp tác xã chúng tôi, và cũng được quảng bá trên mọi miền tổ quốc để biết đến sản phẩm của chúng tôi và được vươn xa lên bạn bè trên quốc tế. Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội là chuỗi sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức. Hội chợ có quy mô hơn 250 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội chợ lần này, Thanh Hóa có 10 gian hàng tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và sản phẩm tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đối với mỗi đơn vị sản xuất thì đối với đơn vị chúng tôi thì đó là một cái hội chợ rất là tuyệt vời. Nó nhằm được hỗ trợ về cái việc mà quảng bá phát triển sản phẩm tới mỗi chương trình hội chợ, tới mỗi vùng miền và giúp cho người tiêu dùng trong những cái đợt hội chợ trong cả nước biết về sản phẩm của chúng tôi được nhiều hơn. Đồng hành cùng với Sở Công Thương trong qua các cái chương trình thì giúp để tìm kiếm được các cái nhà phân phối, các đại lý. Rất là mong muốn cùng với Sở Công Thương sẽ được tham gia các cái hội chợ xúc tiến để quảng bá, tìm kiếm những đơn vị kết nối phát triển và hỗ trợ trong việc mà quảng bá sản phẩm, rồi là những cái việc mà giúp để cho đơn vị hoàn thiện từ dây chuyền sản xuất, từ quy trình sản xuất để bao gói sản phẩm để ra một cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhất. Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức thường niên nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023. Là cơ hội cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp cũng như các tổ chức và cá nhân gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi tìm kiếm đối tác, quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường. Theo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Sở Công Thương Thanh Hóa, việc quảng bá và giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của địa phương thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, người tiêu dùng có điều kiện được tiếp cận với hàng hóa có chất lượng cao do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp có cơ hội khảo sát nhu cầu của người tiêu dùng, tìm kiếm thị trường, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm
và hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh. Trong vai trò của mình, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa tiếp tục xây dựng các chương trình kết nối, xúc tiến thương mại, phát huy lợi thế của địa phương, tạo đòn bẩy kích cầu cho doanh nghiệp chủ động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ trong cả nước.